Đây, bò tư chiến trở lại nguyên veo chiều hôm nay. Kính chào cô chú anh chị gần xa, hôm nay là ngày chiều ngày 24 tháng 8 năm 2023. Bò mới về trại em gồm có ba bê, phóc kem, ba bê, năm đùi, cơ bắp. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Xem xét chuộng chốt bò em xe nhà giao tận nơi. Em quay riêng ba bò đứng phía rào. Hai con cơ bắp năm đùi, một con F1 là ba con. Con đứng đầu tiên, con số 1 là bò năm đùi, đầu cổ mặt mỏ rất là duyên dáng, đầu xương to, mỏ cục anh chị. Đây, đây, bò này nói chung là đạt chuẩn 100% trong miễn bàn ha. Rồi anh chị xem và giá tiền thôi ha. Ok, giá rất là mềm luôn. Con số 1, con số 2, con số 3. Đó, lưng nách, đầu cổ, mặt mỏ rất là chanh luôn. Rồi anh chị thấy con số 3 đầu trục chát không có sừng anh chị. Còn con số 1, con số 2 giống nhõm tí sừng ha. Đoàn lưng hình tải rất là ok luôn. Khung tàn rộng ha. Bò này, chiều cao của bò là 1m1 có dư anh chị. 1m1 có dư có lẽ ha. Đó, chân cẳng rất là to luôn. Đó, bò này đạt chuẩn 100% anh chị. Rồi hai con cơ bắp năm đùi nè. À, con số 1 là con số 2 nè. Đó, em có ghi giá tiền luôn nè ha. Đó, em nãy em có đăng rồi, giờ em quay kỹ lại cái nữa để anh chị xem. Em tới xem luôn cho nó ok ha. Rồi em y xì luôn. Đó. Đây. Đó. Trại em giờ giá tiền rất là mềm anh chị. Nghe nè ông ơi. Rồi. Đây, bò rất là mềm luôn. Qua bê anh chị. Này con hấp kem lỡ anh chị. Trời ơi, dằn lưng dằn đòn hình tàn anh chị quá trời gì. Đó. Khung tàn rất là ok luôn ha, lớn con ha, đòn dài chiều cao của bò này 1m2, gần 1m2 bò anh chị. 1m2 học tí ha. Đó, bò 1m2 học tí ha, dằn lưng dằn nách anh chị coi nè. Có thằng không? Quá trời luôn. Đó, bò này ok ha, đạt chuẩn 100% anh chị bò lỡ ha. Đó. Bò dằn lưng dằn đầu rồi anh chị coi là đạt chuẩn luôn. Đó, chân cẳng rất là to ha. Đó, em báo giá luôn cặp bò này cho anh chị biết luôn. Con số 1 đứng đầu tiên 22.800, con đứng giữa là 22.800, con số 3 là 20.500, 20.300. Đó, em ship tặng nơi cho anh chị ha. Đó, hai con đứng bìa đồng giá luôn là 22.800. Còn con số 3 này là 20.300, em ship tặng nơi cho anh chị là 100 đến 200 cây ha. Có xe nhà đổ dầu đi. Đó, bò là khung tàn rộng lớn anh chị. Em không có bắt bò mà mini nha. Ba con bò mà cái hình thù nó chân treo treo chân chim là nói chung là hoàn toàn em không bắt gì trại. Em bắt lì trại là cơ bản là chân to, lưng đôi, dài đòn ha, chất lượng đạt chuẩn cao. Còn bắt ly ham rẻ mà bắt ba con bò lóc cóc là em không đem gì trại nha anh chị. Em nói mạnh luôn, chất lượng bò trong trại là con nào cũng chất lượng hết. Đó, chứ con bò lụng dụng ba con bò cóc là em không có đem gì trại ha. Đó, cặp bò này anh khách ở An Giang anh chốt rồi, về tỉnh An Giang. Đó, còn hấp kem này là còn trại em có nè, 16.800.000 đó, qua bê lỡ nè anh chị. Trời ơi, lưng nách dẹp hè ha, 23.500.000 này ha. Trời ơi, con bò này khủng hoảng luôn, xương tối luôn chị, có 23.5 à. Chiều cao của bò là 1m15-17 anh chị. Đó, đầu cổ mặt mỏ ha. Đó, mấy con bò bông hình rất là đẹp luôn. Ok, là không tàn rộng ha anh chị. Đó, thùng dạo ha, xương tối luôn anh chị. Đó, cuối video buổi chiều hôm nay, chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn thành đạt thành công trong công việc ha. Xin cảm ơn.